Với mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về vấn nạn rác thải nhựa, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã bắt tay vào sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, dù khó khăn mà họ vấp phải không hề nhỏ. Những sản phẩm này không chỉ được sử dụng trong nước mà còn xâm nhập vào thị trường nước ngoài. Những tấm giấy tổ ong này có thể chịu lực được gần 1 tấn, đang dần thay thế những tấm pallet gỗ, nhựa. Sau hơn 10 năm nghiên cứu, bà Lưu Vân Trang cùng các cộng sự đang tiếp tục sáng tạo thêm những sản phẩm khác như hộp bút, đồ chơi, tủ kệ bằng giấy. Từ nguồn tài nguyên có thể tái chế như thế mà lại không sáng tạo ra thì cực kỳ phí. Ống hút làm từ bột gạo có thể ăn được doanh nghiệp này phát triển đã đến được các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu. Mỗi ngày, doanh nghiệp sản xuất 100.000 ống hút. Tôi đang chiết xuất từ rau củ quả màu tím trên tay tôi cầm đấy, là tôi chiết xuất từ cái củ dền. Vấn đề rác thải, rác không thể phân hủy không chỉ là vấn đề riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chúng tôi rất vui khi tại Việt Nam đã có những sản phẩm như vậy được đón nhận. Có nhiều dự án vật liệu môi trường do các nhóm nghiên cứu tạo ra nhưng khó có thể đi vào thị trường. Chỉ có sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp mới giúp các sản phẩm thân thiện đến được với người tiêu dùng. Hôm nay lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019 đã bước sang ngày thứ 2.